Mến chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Simply Speaking English, nói tiếng Anh đơn giản. Thì hôm nay tôi cũng sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cái cách nói tiếng Anh hết sức dễ dàng, cực kỳ đơn giản. Mình thấy gì mình nói đó nha. Nói thì nghe có vẻ khó và nhiều bạn nghi ngờ là điều đó không thể. Nhưng thật ra nó không hề khó đâu các bạn. Tôi đã làm rất là nhiều video nói về speaking và nói tiếng Anh đơn giản thì đây là một trong những cái video mà cụ thể nhất tôi muốn cho các bạn hiểu rõ về cái cách mà chúng ta nói. Vì nó khá là đơn giản, các bạn chưa biết cách nên là chưa nói tốt thôi nha. Rồi chúng ta vào phần 1, đó là phần bắt đầu. Ta vào bước 1 là cái bước chuẩn bị. Để vào cái phần này thì các bạn chuẩn bị cho tôi một cuốn tập nè, một cái bút chì và một cục gom. Chỉ đơn giản vậy thôi, để những cái này chúng ta viết ra và xóa một cách dễ dàng nha các bạn đừng dùng bút bi rồi ta vào bước thứ hai đó là bước nhìn và tìm bây giờ thì tôi sẽ đưa cho các bạn một bức tranh việc của các bạn là tìm cho tôi cái điểm khác biệt trong bức tranh này nha này các bạn nhìn bức tranh này và cho tôi biết được cái điểm khác biệt rồi ta vào bước ba viết ra điểm khác biệt đó, bây giờ các bạn dùng bút chì và viết cho tôi những điểm khác nhau trong cái bức tranh này bằng tiếng Việt nha. Các bạn có biết, phải hết sức là cụ thể nha. Tôi ví dụ nè, bây giờ các bạn nhìn trong bức tranh. Bức tranh thứ nhất, con khỉ đang ăn một quả chuối. Nhưng trong bức tranh thứ hai, thì con khỉ đang chơi với một quả bóng, đúng không? Rồi, thứ hai, là bức tranh thứ nhất người đàn ông có rau. Nhưng trong bức tranh thứ hai, thì người đàn ông ấy không có râu. Đó điểm thứ ba. Trong bức tranh thứ nhất người phụ nữ đang đội cái khăn quàng cổ. Nhưng trong bức tranh thứ hai người phụ nữ đang đội một cái nón, một cái mũ. Bức tranh thứ nhất người phụ nữ mang một cái túi sách nhỏ. Nhưng trong bức tranh thứ hai người phụ nữ mang cái túi sách lớn. Rồi điểm thứ năm là bức tranh thứ nhất người phụ nữ mua những quả cam. Nhưng trong bức tranh thứ hai người phụ nữ mua những quả táo. Đây là những cái điểm khác nhau trong cái bức tranh này, trong hai bức tranh này. Vì sao lại tôi nói rất là kỹ như vậy? Các bạn phải phân tích ra thật là kỹ. Những cái điểm mà kỹ như vậy thì các bạn ráp vô tiếng Anh nó sẽ dễ cho các bạn hơn. Vì khi các bạn dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh mà nghĩa của nó nó mung lung á, thì tiếng Anh nó rất là khó dịch nha. Cho nên cái bước này các bạn phải nhìn kỹ và xác định rõ từng chi tiết một để chúng ta dịch nó dễ hơn. Rồi, qua bước 4, tìm từ khóa và dịch. Cái bước này thì các bạn tìm cho tôi cái từ khóa trong câu nha. Câu thứ nhất, từ khóa là quả chuối hoặc quả, quả bóng. Đó, câu thứ hai là có rau. Đó, câu thứ ba, khăn tròn cổ và cái mũ. Câu thứ tư, túi sách nhỏ và túi sách lớn Câu thứ năm là những quả cam và những quả táo. Cái bước này hết sức là đơn giản đúng không? Nếu bạn nào mà không biết dịch thì các bạn xem lại những cái video trước, tôi đã hướng dẫn dịch trên Google nha. Sau khi tìm từ khóa rồi và dịch chúng ta cố gắng dịch những cái chi tiết này càng đơn giản thì càng dễ nói nha các bạn. Rồi, câu thứ nhất là quả chuối và quả bóng thì chúng ta sẽ dịch là a banana a ball. Câu thứ hai có râu quay nón thì là beard. Câu thứ ba, khăn tròn cổ và cái mũ, a scarf, a hat. Câu thứ tư, túi sách nhỏ và mang túi sách lớn, dịch luôn cái từ mang các bạn. Bring a small bag. Bring a big bag. Câu số 5. Những quả cam và những quả táo oranges, apples. Đây là tôi cố ý làm số nhiều á để cho các bạn phát hiện ra. Để mà mình nói những quả cam thì mình phải oranges và những quả táo là apples. Không có đọc không nha. Rồi, bước này qua rồi thì chúng ta vào bước 5. Nói và nói thôi nha. Giờ thì chỉ cần nhìn vào bức tranh và nói thôi các bạn tranh thứ nhất con khỉ đang ăn một quả chuối nhưng bức tranh thứ hai thì con khỉ đang chơi với một quả bóng thì rất là dễ chúng ta nói như thế này nha in picture one a monkey is eating a banana in picture 2, a monkey is playing the ball rồi qua câu số 2. trong bức tranh thứ nhất người đàn ông có râu trong bức tranh thứ hai, người đàn ông không có râu. In picture one, a man has got a beard. In picture two, a man hasn't got a beard. Rồi qua câu số ba thứ ba. Trong bức tranh thứ nhất, người phụ nữ đang đội cái khăn hoàng cổ. Nhưng trong bức tranh thứ hai, thì người phụ nữ đang đội cái mũ. In picture one, A woman is wearing a scarf. In picture 2, a woman is wearing a hat. Đó đơn giản không các bạn cứ thế mà mình làm cho câu thứ tư nha bức tranh thứ tư thì các bạn điểm thứ tư thì các bạn thấy người phụ nữ mang cái túi sách nhỏ nhưng bức tranh thứ hai thì người phụ nữ mang cái túi sách lớn đúng không. In picture 1, a woman is carrying a small bag. In picture two, she is carrying a big bag. Trong cái điểm khác thứ năm là người phụ nữ mua những quả cam. Nhưng bức tranh thứ hai thì người phụ nữ mua những quả táo, đúng không? In picture one, a woman is buying oranges. In picture two, a woman is buying apples. Rồi, Đơn giản, chỉ vậy thôi. Các bạn nhìn hai bức tranh và so sánh. Rồi ta vào phần 2, đó là phần suy ngẫm. Trong cái phần này thì các bạn ngồi lại và nhìn bức tranh một lần nữa và nhớ những câu mà chúng ta đã làm ở trên nha. Rồi các bạn nghe. In picture one, a monkey is eating a banana. In picture two, a monkey is playing the ball. In picture 1 a man has got a beard. In picture 2 a man hasn't got a beard. In picture 1 a woman is wearing a scarf. In picture 2 a woman is wearing a hat. In picture 1 a woman is carrying a small bag. In picture 2 A woman is carrying a big bag. In picture one, a woman is buying oranges. In picture two, a woman is buying apples. Tôi cố gắng đọc rất là chậm nha, để các bạn nào mà mới học tiếng Anh á, với lại các bạn không theo kịp thì các bạn sẽ dễ dàng nghe hơn và dễ dàng đọc lại nha. Giờ thì các bạn nhìn tranh và nhắm đi, nhắm lại nhiều lần để nhớ cái cấu trúc câu và ngữ cảnh của hình nha. Điều này rất có lợi cho các bạn trong giao tiếp á. Khi các bạn mà giao tiếp với người đối diện, khi gặp những cái hình ảnh từ này thì các bạn tự động trong đầu các bạn sẽ nhớ lại những cái câu này và lúc đó chỉ cần lấy ra và nói thôi nha. Đôi lúc bạn cần có sức mạnh và nghị lực nên cuộc sống sẽ đặt ra cho bạn những khó khăn, thách thức và những nghịch cảnh để bạn có thể vượt qua và trở nên mạnh mẽ hơn. Đừng nản lòng mà tự bỏ ước mơ của mình nha. Cố lên! Rồi, video của tôi đến đây là kết thúc. Tôi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nha. Goodbye!